Xin chào mọi người, các chị ơi, em đã quay trở lại livestream rồi đây. Đây sẽ là livestream cuối cùng trong live trưa nay. Cho nên là chị yêu nào mọi người đã vào coi livestream rồi thì nhanh tay để lại comment giúp em các chị yêu nha. Xin chào mọi người, hello các chị yêu luôn ạ. Mọi người ơi, hôm nay thì em sẽ mang đến những cái mẫu đầm dạ hội cho chị yêu mình nha. Có rất là nhiều đầm dạ hội bên em mới về và đang sale với một mức giá phải gọi là siêu mềm luôn. Cho nên là chị yêu nào mọi người vào coi livestream rồi thì nhanh tay cho em xin ngay một chấm comment trên live để tương tác các chị yêu nha. Dạ rồi, em chào mọi người, xin chào chị yêu luôn ạ. Các chị cho em xin ngay một chấm comment trên live để tương tác nha. Mọi người thấy là hôm nay em mặc cái mã đầm dạ hội giáo dài tông màu xanh này, thấy màu có xinh không các chị ơi? Hôm nay em đang sale cho chị về cái mã đầm em mặc, đó là đầm DT895 với một cái mức giá phải gọi là siêu mềm luôn. Em chưa thấy là cái đầm dạ hội nào mà bán giá rẻ như vậy luôn các chị yêu nha. Cho nên là các chị hãy coi like và nhớ là đặt hàng trong khung giờ livestream giúp em. Mọi người ơi, đối với cái siêu phẩm mã DT895 này thì em sẽ có tới 3 tông màu luôn. Thứ nhất là tông màu em mặc là tông màu xanh ngọc nè, em có màu vàng nghệ và ngoài ra em có thêm một màu nữa, đó là tông màu đỏ đô. Hiện tại thì màu đỏ đô bên em đã bán cho khách rồi cho nên là chưa kịp like cho chị yêu mình nữa. Có gì em sẽ gửi hình cho chị yêu mình xem sau nha. Các chị ơi, đầm em mặc đây sẽ là mã số DT895 và 3 tông màu, một là đỏ đô, hai là vàng nghệ và ba là tông màu xanh ngọc. Giá của mẫu đầm này trong livestream hôm nay không phải là tiền triệu, cũng không phải là kiểu như là 700-800 đâu các chị yêu nha, mà chỉ có giá là 659.000 đồng thôi và miễn ship giao hàng luôn. Siêu rẻ và siêu đẹp. Bình thường các chị chỉ cần nghe tới là đầm dạ hội giáo dài là các chị nghĩ là cũng phải là 1.200.000 một đầm hoặc là 800-900.000 một đầm đúng không ạ? Nhưng mà mã đầm ngày hôm nay em sale các chị yêu bằng một nửa giá thị trường thôi, 659.000 và miễn ship giao hàng. Mà các chị nhìn cái chất giùm em đi, nó đẹp và nó thướt tha cực kỳ luôn các chị ơi. Đầm này bên trong em sẽ có làm cho chị yêu mình là dáng váy các chị yêu nha. Mẫu này bên trong sẽ là váy, ở bên ngoài thiết kế là tà áo dài. Bên em có làm tà trước và có làm tà sau cho chị yêu mình luôn. Phần tay thiết kế sẽ là dáng tay lỗ nè. Cổ sẽ làm cho chị yêu mình là cổ phối ren lưới, hoa sẽ là hoa thêu nổi. Và ở đây viền toàn bộ đều là đính đá cho chị yêu mình luôn. Cái đính này của bên em sẽ làm may tay hết các chị yêu nha. Bên em may bằng chỉ và may bằng thủ công luôn, chứ không phải là dán lên trên đầm đâu. Cho nên là khi các chị mình giặt đó thì cũng không có sợ là bị bung hạt các chị yêu ha. Đầm này của em sẽ là mã số sản phẩm DT895. Ai đặt hàng kèm số trên like, giá sale chỉ có giá là 659.000 đồng thôi các chị nha. Đây, đằng sau bên em thiết kế là có tà áo dài form đầm các chị yêu nhìn giùm em nè. Mọi người ơi, đầm này vải đẹp lắm mà. Bên em may cũng nó không có kiểu là không quá dài nha. Chiều dài mẫu đầm này cho bên em sẽ là dài tới mắt cả chân các chị hoa. Khi các chị yêu mình mang cao gót lên là vừa cho bên em. Nhiều chị thì hay sợ là đầm mà dài cho các chị yêu mình là chạm đất thì các chị khi mà di chuyển này kia khó khăn. Thì cái mẫu này em may cho chị yêu mình là dài tới mắt cả chân các chị hoa. Rồi, chị nào đặt hàng ghi giùm bên em là DT895 kèm số trên like. Em cảm ơn chị yêu Anh Minh lấy một đầm DT895 55kg nha. Ok, chị yêu Tiết Linh lấy một đầm DT895. Mọi người ơi, đầm DT895 này đằng sau bên em có làm khóa kéo luôn. Và các chị yêu mình nhìn cho em cái đầm màu vàng này các chị yêu nha. Màu vàng này sẽ là tông vàng nghệ. Còn màu của em mặc đây sẽ là tông màu xanh ngọc các chị yêu ha. Màu xanh ngọc thì rất là xinh luôn và dễ mang nữa. Em thấy màu xanh ngọc rất là trẻ các chị nha. Cảm ơn chị Tiết Linh lấy mã đầm DT895 sale còn 659. Nè, cảm ơn chị yêu Nguyễn Ánh lấy mã đầm DT895 size M nha. Ok, chị Thúy Lưu lấy đầm DT895. Cảm ơn chị yêu Đôn Nhi lấy đầm DT895 659 nè. Đây là hoa thêu toàn bộ ở trên cái đầm và ở đây sẽ là viền đính đá cho chị yêu mình. Nếu như mà các chị chuẩn bị là đi ăn cưới nha, hoặc là các chị yêu chuẩn bị là đi sự kiện nào, đi liên hoan, hoặc là các chị yêu nào mình chuẩn bị là đi chơi, đi du lịch, đi lễ này kia mà các chị yêu mình chưa may áo dài không có kịp, hoặc là các chị sợ là kiểu như là may một cái áo dài 1.000.000 thì nó hơi tiếc, thì các chị mình mua cho em cái đầm này ở trên livestream. Đầm này là dạ hội giáo dài 659k, các chị được miễn ship giao hàng đến tận nhà. Và cái chất liệu vải của em mặc ở cho cái đầm này á, nó là vải lụa các chị nha, nó không hề mỏng một tí xíu nào luôn mà nó còn hai lớp.
Bên em nếu như mà may đầm không á thì nó vào ít hơn, nhưng mà may giá áo dài này nó sẽ là tốn gấp đôi vải các chị nha. Nhưng mà giá rất là rẻ, 659 thôi, và được thêm là miễn ship giao hàng tay, sẽ là dáng tay lỡ. Màu lên là các chị nhìn cho em đi, màu này sẽ là tông màu xanh nha các chị nha, xanh ngọc giùm em ạ, đẹp lắm mọi người ơi. Đây các chị yêu nhìn hết cái dáng đầm cho em nè, quay nghiêng các chị xem nha. Đầm này chị nào mình đặt hàng kèm số trên like giùm em, vải sẽ là vải lụa, và bên em có về đầy đủ size từ MLXL cho tới size các chị yêu mình là 2XL, và các chị yêu từ 70kg đổ về là mặc đẹp nha. Mọi người ơi, đầm này 70kg, 75kg đổ về là mặc đẹp. Các chị yêu mình có thêm tông màu đỏ đô để lựa chọn nữa. Màu đỏ đô cũng là một gam màu rất là đẹp và tôn da. Cảm ơn chị yêu Hồng Thủy lấy mã đầm DT895 size M. Cảm ơn chị yêu Tuyết Linh lấy đầm DT895 size 2XL luôn nha. Rồi mọi người ơi, nhanh tay đặt hàng trên line, nhân viên gọi điện chốt đơn nha. DT895 659k vừa được miễn ship giao hàng đến tận nhà, vừa được hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa, mà còn có đầy đủ size MLXL cho tới size 2XL. Chị nào 70-72kg đổ về mặc đẹp. Em có 3 màu, thứ nhất là màu đỏ đô, với cái này là màu vàng nghệ, và màu em mặc sẽ là màu xanh ngọc các chị nha. Màu xanh ngọc thì nhìn nó sẽ lạ mắt hơn. Nếu như các chị yêu mình muốn mua một cái gam màu nhìn nó khác lạ một tí xíu, nhìn nó kiểu như là có điểm nhấn và màu nó nhẹ nhàng, các chị lấy cho em màu xanh các chị nha. Màu xanh này nhìn mát lắm các chị ơi, xanh ngọc á, mặc lên nhìn cực kỳ mát luôn, bên trong đầm đây ạ. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu các chị nha. Chị nào đặt hàng nhanh tay chốt đơn liền. Đầm em mặc là DT895 kèm số trên like. Nếu như mà chị yêu nào mình mới vào coi livestream thì comment cho em đó là mã hàng kèm với số điện thoại các chị nha, sẽ có nhân viên tư vấn size. Đây các chị đặt hàng trong khung giờ livestream nha. Chị Ô Mi ơi, đầm này của bên em thì cái hoa này sẽ là hoa thêu, sau đó bên em đính lên cho chị yêu mình ở trên đầm nha. Và đặc biệt hơn nữa là đây là toàn bộ đều sẽ làm may tay hết nha. Đá thì bên em cũng sẽ làm may tay toàn bộ luôn, hoa cũng sẽ là hoa thêu luôn nè. Đây các chị nhìn cái hoa thêu giùm em nè. Đó, và cái đá này của bên em cũng là đá đính nha. Đá đính toàn bộ làm bằng tay hết, không phải dán nha các chị ơi. Đó, cho nên là các chị yêu mình đặt hàng thì nhanh tay giùm bên em. DT của em mặc đây sẽ là đầm DT895. Nếu như chị Omi mà thích đầm này, giá sale đang có chỉ có 659 thôi và được miễn ship. Đây là giá trong giờ like thôi nha. Cho nên là các chị nhanh tay đặt hàng, ở trên nó sẽ là phối lưới và phun đầm này dài cho em là tới mắt cá chân, mang cao gót lên là vừa các chị yêu ha. Rồi bây giờ em thay mẫu mới đây, các chị nhanh tay đặt hàng DT895 kèm số điện thoại các chị nha. Màu xinh quá luôn á. Màu quen mặc đây sẽ là gam màu xanh. Rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị là qua mẫu mới luôn nha. Chị nào mới vào coi livestream rồi thì đặt hàng trên live giùm em. Mọi người nhớ là tài số lại gọi tới thì nghe máy xác nhận, nhân viên em sẽ chốt đơn cho các chị yêu. Bây giờ em qua đầm mới cho chị nha. Em lên cho chị yêu mình một cái em đầm hoa mới về của bên em. Đầm mặc em mặc đây là đầm dạ hội dạ áo dài DT895 sale còn 659 các chị nha. Dạ rồi các chị ơi, bây giờ em lên mẫu mới nha. Em sẽ qua các chị yêu mình một em đầm Messi hoa. Đầm quen mặt tiếp theo sẽ có mã số sản phẩm là đầm DV048 các chị yêu nha. Tông đầm ngày hôm nay của em mặc đây cho mọi người sẽ là một cái gam màu kiểu cho chị yêu là màu họa tiết, rất là đẹp mắt luôn. Chị nào mọi người đã vào coi livestream rồi thì nhanh tay đặt hàng liền trên livestream giúp em nha. Đây nha mọi người ơi, bây giờ em qua mẫu mới cho chị yêu mình đây ạ. Mã số sản phẩm của em mặc đây sẽ là đầm DV048. Các chị sẽ thấy là cái gam màu ngày hôm nay em mặc đây cho mình đây, nó cực kỳ lạ mắt luôn á. Đây là một cái gam tông màu
phối các chị Hoa, rất là lạ luôn nè. Quay gần các chị coi giùm em. Mọi người ơi, vải này của em mặc đây sẽ là chất liệu vải nhập nha. Ở trên cái vải này nó sẽ là vải trơn, nhưng mà cái họa tiết hoa văn của nó giống như là đang phối vân vậy đó mọi người ơi. Giống như đang cái vải này giống như là vải phối vân đó các chị Hoa, rất là đẹp mắt luôn. Nhà thật sự đây là cái chất von lụa nó là trơn và cái họa tiết 3D để làm cho chị yêu mình. Khi các chị yêu nhìn vào thì giống như là cái này là vân vậy nè. Đó, rất là đẹp mắt luôn. Đầm em mặc đây là DV048. Chất liệu vải là chất vải von lụa nha. Và vải von này em phải nhập luôn. Ở bên trong đầm thì sẽ có lớp lót, chiều dài của đầm dài qua gối. Và dáng váy nè, mọi người nhìn giùm em nha. Nó xòe bồng tự nhiên. Và form đầm này mặc lên rất là thoải mái và rất là mát luôn. Hôm nay chị yêu nào mọi người vào coi livestream rồi thì nhanh tay đặt hàng trên live giùm bên em. Mọi người ơi, đầm của em mặc đây cho các chị yêu mình sẽ là mã số sản phẩm DV048 và kèm với số điện thoại các chị yêu nha. Em đang sale cho mọi người trong khung giờ livestream hôm nay chỉ có giá là 549.000 đồng một đầm thôi. Và ngoài ra các chị còn được thêm là free ship giao hàng. Chị nào mình vào coi live rồi thì nhanh tay chốt đơn liền các chị yêu nha. Vải rất là đẹp luôn, màu lên cho các chị yêu mình cực kỳ sang. Đối với cái tông màu này thì các chị yêu khi mà mặc lên da thì rất là tôn da luôn nha. Đây em quay gần cho các chị xem kỹ cái màu giùm em. Màu của nó là kiểu như là màu xanh xám á mọi người. Trời ơi, đẹp lắm. Đầm này nhìn lạ mắt cực kỳ luôn các chị ơi. Tông màu của nó kiểu như là tông màu xanh xám vậy đó. Bên trong đầm này em có làm lớp lót và cái chất vải của em đang mặc đây cho các chị yêu mình là vải von lụa các chị yêu nha. Vải nhập em về đầy đủ size MLXL cho tới size là 2XL và 70kg đổ về là vừa. Đầm này mình sẽ có làm thiết kế là bản đeo cái này là bản đai trên eo các chị yêu nha. Nó sẽ tạo điểm nhấn vòng eo các chị yêu mình nhỏ hơn. Mọi người nhìn thấy cái họa tiết hoa 3D không? Đó, cái họa tiết 3D này các chị sẽ tạo cảm giác giống như là cái đầm này có nếp gấp này kia. Rồi cái hoa lên cho em cũng là hoa 3D luôn nè. Nói chung là mẫu này cực kỳ lạ mắt và dáng đầm này dáng messy. Mọi người có thể làm mặc đi chơi, đi du lịch hoặc các chị có thể mặc đi biển đều được. Em đang bán đầm này là 549.000 đồng giá sale trong live. Mọi người nhanh tay chốt đơn là DV048 kèm số này. Các chị sẽ được lên đơn hàng thành công. Bên em gọi điện chốt đơn các chị nha. Nếu như chị yêu nào mình đặt hàng thấy số lạ gọi tới nghe máy xác nhận cho em luôn. Cảm ơn chị Thúy Hoàng lấy mã đầm DV048. Chị yêu Nguyễn Thúy Nga lấy đầm DV048. Mọi người ơi, đầm messy bên ngoài hôm qua bán giá 500 mấy đâu cho một cái mã hàng thiết kế các chị nha. Ví dụ các chị yêu mình mua ở ngoài thị trường, cái mặt hàng free size nó sẽ là cái mức giá khác. Bởi vì free size tầm dưới 52kg thôi thì những cái chị mặc không sợ với trung niên size lớn thì sẽ không bao giờ mặc được hết. Còn nếu như các chị mình đã mua vào cái phân khúc hàng thiết kế rồi thì chắc chắn bên em sẽ làm size cho chị yêu mình và các chị sẽ mặc vừa mặc đẹp luôn đúng không ạ? Thì cái giá của nó cũng sẽ là cái giá khác. Và ngày hôm nay khi các chị yêu mình đặt hàng trong livestream, bên em đang bán với mức giá cho chị yêu mình đó là 549.000 đồng và em miễn ship giao hàng. Đây là giá chỉ có trong giờ live thôi nha mọi người. Và đầm này rất là đẹp. DV048 này là mã mới nhưng mà em vẫn sale. Ok chị yêu Mỹ Tuyết lấy một đầm DT895XL nè. Cảm ơn chị Nguyễn Thúy Nga lấy DV048 nha. Ok chị Cẩm Nguyễn lấy đầm DV048. Ok chị yêu Tuyết Quỳnh lấy đầm DV048. Ok chị yêu Cẩm Hà. Nói chung là màu này nó lạ mắt cực kỳ luôn. Màu nền nó sẽ là màu xanh xám, sau đó nó kết hợp thêm nè màu cam, tiết hình chiếc lá, rồi may cho chị yêu cái phần thiết kế là eo trên, rồi tay sẽ là dáng tay ngắn như thế này, form đầm thì ôm ngay phần eo và dáng thì sẽ là dáng váy xòe các chị nha, màu rất là đẹp luôn. Đối với cái mã mà DV048 này các chị có thể mang đi chơi, mang đi công sở, các chị cũng có thể là mang đi tiệc đều được cho em luôn nha. Màu rất là đẹp, chị nào đặt hàng thì nhanh tay chốt đơn liền. DV048 tư vấn cho chị nha. Ok chị yêu Phạm Dung, cảm ơn chị yêu Hanna Trần lấy đầm DV048 nha. Quay nghiêng cho chị yêu mình xem. Mọi người ơi, đây là đầm messy và đằng sau bên em có làm khóa kéo. Đầm thì vải là hai lớp và bên em làm cái khóa này là khóa chìm các chị yêu nha. Có nghĩa là cái khóa này nó không bị lộ cái đường khóa kéo, cho nên là khi các chị mặc lên nó sẽ là không gây ngứa hay là gây khó chịu gì cho chị yêu mình đâu. Mã đầm là DV048 và kèm số trên livestream, nhân viên sẽ gọi điện chốt đơn. Trời ơi, xinh quá, thật sự là em chưa giờ thấy cái màu họa tiết này luôn, kiểu như là cái màu của nó lên cực kỳ lạ mắt luôn các chị nha. Bây giờ chị nào đặt hàng thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận giùm em. Đầm này mình chỉ sale trong
giờ live thôi, cho nên các chị yêu mình nhanh tay chốt đơn liền, em qua mẫu các chị nha. Đó, các chị nhìn cái vân lá nè, nó rõ cho chị yêu mình từng cái đường gân lá luôn, và nó rõ cho chị yêu mình từng cái đường vân luôn nè. Nó kết hợp màu rất là đẹp nha, màu xanh xám, màu cam đất, màu nâu, màu xanh cốm. Đó, rất là lạ mắt cho cái mẫu đầm mà DV048 đang mặc đây. Đầm này hàng thiết kế cao cấp của Dori luôn các chị nha. Giá trên live là 549.000 đồng. Ngoài ra, ngoài cái khung giờ live stream sẽ là 599k. Cho nên là mọi người ơi, nhanh tay đặt hàng trên live giùm em. Ngoài khung giờ live sẽ là 599.000 các chị nha. Chị nào mà mình không nhanh tay, mình sẽ không bao giờ được cái mức giá giống như là sale ở trên live stream đâu. Rồi bây giờ em chuẩn bị là qua mẫu tiếp theo luôn. Em lên cho mọi người mã số sản phẩm tiếp theo các chị yêu nha. Ai đặt hàng thì tranh thủ chốt đơn nè. Bây giờ là mùa hè rồi, cho nên là em sẽ qua cho chị yêu mình một cái em đầm lụa vân lụa Latin nha. Đầm em mặc đây là đầm DV048, giá là 549k. Đầm này là chất liệu von nha các chị nha, vải von cho em. Rồi bây giờ em qua một cái chất liệu mới, đó là chất lụa Latin. Lụa Latin thì sẽ cao cấp hơn, và mùa hè này em nghĩ là các chị nên sở hữu một cái em đầm lụa Latin các chị nha. Em thay mẫu mới đây ạ. Rồi các chị ơi, bây giờ mình qua mẫu mới nha. Em lên cho chị yêu mình mã số sản phẩm tiếp theo đây. Chị yêu nào mọi người vào coi like rồi thì nhanh tay đặt hàng trên like giùm bên em. Mã số sản phẩm của em đang mặc đây cho chị yêu mình tiếp theo, đó là em đầm DV025 các chị yêu nha. Mọi người, đầm DV025 này là cái chất lụa Latin rất là đẹp luôn. Và chị yêu nào mọi người vào coi like rồi thì nhanh tay đặt hàng trên like giúp em nhé. Rồi bây giờ em qua mẫu mới đây. Đây sẽ là mẫu cuối cùng trong live stream trưa ngày hôm nay các chị nha. Cho nên là các chị nhanh tay đặt hàng trên like giùm em nè. Trời ơi, cái màu đẹp quá à. Cái màu này là màu xanh của Việt đó mọi người. Màu xanh kiểu xanh đậm á nha. Cho nên là khi các chị mặc lên da rất là trắng da. Đối với em đầm DV025 thì tông màu xanh là cái màu mà đầu tiên em về hàng, và cũng là cái màu mà em bán chạy nhất luôn. Sau đó thì em có về thêm cho chị yêu những cái gam màu tiếp theo, đó là màu đen và màu tím các chị nha. Đầm này là đầm DV025 và thích hợp cho mọi lứa tuổi. Ví dụ như là chị yêu nào công sở, các chị mặc cũng đẹp nè. Mà chị yêu nào mọi người là trung niên, các chị mặc cũng đẹp nha. Có chị khách của shop em á, đi mua cái mẫu DV025 tại cửa hàng bên em, mặc lên nói là trời ơi, cái đầm mà mặc lên rất là mát, rất là mềm mà nhẹ nữa, mặc giống như là không mặc luôn đó các chị ơi. Đầm này riêng về cái mã DV025 này á, thì em nói thật với mọi người là cái chất vải này các chị mặc cả ngày vẫn rất là thoải mái nha. Không hề bị ra mồ hôi nè, không hề bị khó chịu nè. Đầm DV025 là cái lụa Latin cao cấp các chị yêu ha. Lụa Latin này bên em làm cho mọi người hai lớp. Ở bên ngoài sẽ là chất liệu vải, lụa, và bên trong là em cũng làm lót cho chị yêu mình luôn. Và form đầm của em mặc đây cho các chị là dáng đầm suông công sở nha. Cổ sẽ là cổ tròn, tay là tay cánh tiên, và đằng sau em làm khóa kéo. Và cái mẫu này thì em có 3 màu. Cái hoa sẽ là hoa tiết hoa 3D. Màu em mặc đây sẽ là thông màu xanh các chị nha.
Em có đây sẽ là gam màu đen và có giá trị là gam màu tím ba màu. Nếu như các chị yêu mình thích màu tím nhẹ nhàng đầm thắm thủy chung, mình lấy gam màu tím nè. Chị nào thích màu đen nè, gọn dáng trắng da lấy màu đen kem. Màu xanh thì nó rất là lạ mắt và nhìn rất là sang các chị yêu nha. Ba cái màu này màu nào em cũng thích hết, nhưng mà đặc biệt là cái gam màu xanh này thì em rất là ít khi nào có. À, thật sự với các chị yêu luôn là mã mới về thì chỉ có duy nhất cái mã DV025 là có cái tông màu này thôi, màu xanh của vịt xanh đậm như các chị yêu nha. Và mọi người ơi, hiện tại đầm DV025 này em đang bán với giá sẽ là 697.000 các chị nha, free ship giao hàng. Bởi vì em đầm này cái form và cái vải của nó quá đẹp luôn. Đằng sau em làm thiết kế cho chị yêu mình là có khóa kéo nha. Form đầm nè, các chị yêu mình xem giùm em đẹp không ạ? Nhìn rất là thanh lịch luôn. Quay nghiêng các chị sẽ thấy là đầm này á, em may thiết kế là dáng đầm suông, nhưng mà thật sự là khi mà mặc lên nó sẽ là ôm ngay phần eo cho chị yêu mình, và ở dưới là dáng hơi suông, rất là gọn dáng. DV025 697.000 đồng em thấy rất là xứng đáng luôn nha. À, có cái đầm cổ vuông màu trắng nào không chị? Dạ có nha chị ơi, màu tím 55kg cho chị yêu Phạm Thị Oanh nè, chị Phan Thị Oanh nè. Em cảm ơn chị yêu rất là nhiều, 697.000 nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị yêu Nguyễn Gia Bảo đã vào xem live. Màu trắng mà cổ em có nha chị ơi. Rồi đây em cho chị yêu xem nè, DV025 của em mặc đây cho chị yêu Phan Thị Oanh nè. Rồi mọi người ơi, đầm này của bên em là đầm DV017, màu trắng cổ vuông đây chị yêu nha. Đầm này cũng là 697.000 và cái đầm này cũng là chất liệu lụa Latin luôn. Cái đầm này của em cũng là chất lụa Latin luôn chị yêu nha. Mặc lên rất là mềm và mát luôn, và đằng sau cũng là có khóa kéo và có hai lớp có túi luôn. À, giá sẽ là 697.000. Đây là đầm trắng cổ vuông này chị nè, đẹp lắm, tay của nó sẽ là tay cánh tiên nha các chị nha. Đây chị nào mình đặt hàng thì kèm số điện thoại trên like. DV017, đầm này là DV017 nha chị nha, giá là 697.000 đồng. Màu trắng hoa hồng nó xinh lắm, đầm này có màu nó cực kỳ đẹp và màu rất là nhã nhặn. Đầm em mặc là DV025, chất liệu lụa Latin cao cấp, các chị yên tâm giùm em luôn. Đầm này các chị nhận được hàng các chị chỉ có mê thôi. Đầm này mọi người mà nhận được hàng là chỉ có mê thôi nha. Bởi vì sao? Mặc lên nó rất là mềm và rất là mát. Đây cái màu nè các chị nhìn giùm em, đây sẽ là tông màu tím. Màu tím nha, đây sẽ là tông màu đen, và màu em mặc sẽ là tông màu xanh ba màu. Và đầm này là 697.000 đồng, hai lớp khóa kéo chìm. Và cái form đầm này á, dài qua gối và dáng sẽ là dáng công sở cực kỳ xinh. DV025 các chị nha, ba màu luôn ạ. Đó, chị nào đặt hàng kèm số trên like giùm em. Mọi người lưu ý là bên em gọi điện chốt đơn nha các chị ơi. Bên em là gọi điện chốt đơn hàng, cho nên nếu như mà chị nào mình không nghe máy, các chị sẽ không có đơn hàng thành công đâu ạ. Cảm ơn chị yêu An Ly lấy mã đầm DV025. Ok, chị yêu Tân Hà lấy đầm DV025. Cảm ơn chị Ngọc Lan nè. Cảm ơn chị yêu Phan Thị Oanh lấy màu tím 55kg mặc size L giùm em nha chị ơi. Màu 55kg các chị mặc size L là đẹp, màu tím xinh lắm. Màu tím này á, kiểu như là nhẹ nhàng mà nó đầm thắm, nó không bị già một tí xíu nào đâu. Màu tím mà lên hoa 3D này không hề bị già các chị nha. Đem ướm lên cho các chị xem nè. DV025 giùm em 70kg đổ về là vừa, 697.000 và được miễn ship. Riêng đầm này là lụa Latin, mặc giống như là không mặc gì đó, mát lắm. Mát lắm mọi người ơi, và mùa hè mình phải nên có một đầm cái lụa Latin này để các chị trải nghiệm, và các chị sẽ thấy là nó khác biệt hoàn toàn so với những cái chất vải khác các chị nha. Cảm ơn chị yêu Nhi Tuyết lấy đầm DV048 nghe máy giùm em. Rồi mọi người nhớ nghe máy xác nhận, nhân viên sẽ gọi chốt đơn. Còn trưa hôm nay thì chắc là em sẽ kết thúc livestream ở đây. Cảm ơn các chị rất là nhiều đã theo dõi livestream của thời trang Dori, và hẹn gặp lại các chị yêu vào khung giờ live, đó là vào lúc 7 giờ tối nay. 7 giờ tối nay sẽ có thêm thật nhiều mẫu đầm các chị nha. Các chị nhớ vào coi live giúp em. Em cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các chị yêu vào livestream tối nay nhé.